Cô lên đây chơi không? Cái đó có gì đẹp không? Cái gì? Đẹp lắm, có ở trên có mấy cái làng ấy, đây trên đây có làng rừng nè. Rồi lên thử. Lên lưng này hay lên từ cây, cái chèo nổi không? Chèo nổi thì này chắc. Cho an toàn đi. Để anh giao chứ sao không xài dao đâu ha. Cây xanh ngàn tuổi. Nó bao quanh luôn cái khúc đá luôn rồi bạn. Sầm hết. Gốc cây khô kia kìa. Cầm dao phải cẩn thận ạ. Mấy cây khô á. Này mấy cây lan nè. Ê cái này có phải cái nhân sâm không mày? Đây hả? Cái này nè. Đâu cây này đã, cây này mọc ra. Không, cái lá nó kìa vậy. Này nó chỗ lá đây chơi nè. Má tưởng cây nhân sâm chứ ta. Lan như ở dưới kìa có mấy cái này. Đó, cây nó mà nó quyền quá. Má sâu lắm má bà con. Trực trưng một cái là thôi. Anh em mình xác định gốc cây đúng không? Sao có sóc có trắng rít thì trong đây ra. Gốc cây này lâu lắm rồi nè. Nguy hiểm. Đâu lan đâu. Ờ lan nè. Rễ nó bám kìa. Nhìn như con rắn. Ờ nhìn như hệt con rắn luôn hả chưa? Có hai lan không Tiến? À đâu, đây hả? Ờ đây. Lan nè. Thấy rồi. À cây lớn kìa. Đấy là tiếng đi ngang kia đi lắc không vậy? Kìa. Cái bám kia phải lan kìa. Nè mấy cái đó, mấy cái này. Ừ. Anh nhớ rồi, thằng Tuấn nó lên đây nó đây. Đâu? Đây đó, cái nhánh cây của. À đây đúng vô là lan nè. Đúng rồi. Nó bám cứng quá ha. Thà giống như nó mày cột cái cây của mày á, mình khèo xuống dễ. Mấy cái phụ cái đó hổ không á. Đây đá nè. Cái phụ này là hổ nè. Tự sướng đi. Không có không sao đâu. Đây với sự là lan nè. Lan rừng. Lan rừng nè. Đây cũng là lan này. Ừ, cái đó cũng lan đó. Lan có nhiều loại lắm. Lan này có hoa không ta hay là chữ lá vậy? Lan có hoa chứ. Bã chè. Thế má nên để được những cái cảnh như thế này là phải đi mất hết 2 giờ đi bộ. Để leo núi. Giờ chúng ta đang đi khám phá hệ thống hang động đá. Ủa, tiếc của cô quay lại đường đó không? Tôi thấy đi vòng giống tôi lạc luôn rồi đó mày. Cái này mà con này mà anh với em đi là chắc là không đi về đấy. Tôi thấy vẫn đi vòng hoài cũng quay lại chỗ cũ nè. Dưới kia kìa. Dưới kia nó che lại, nó bị rác che lại dưới sâu lắm á. Ờ cái không khác gì cái bẫy mẹ rồi. Tiếng rộng là một cái bẫy mà. Chim kêu khỉ kêu rồi đó. Đèn có mà đèn pin mang theo mà ngon. Đèn led á, mang điện thoại theo mà. Rớt sao? Rớt được. Nó bắt đầu nhắc điện thoại nó bắt đầu sờ đó. À, rớt xuống đây là không biết được đâu. Ô! Ba kêu quá. Hàng này không thể đẩy luôn á. Ôi qua bên kia được kìa. Chu qua được không? Chu qua cầm dao đi. Đi thả lại chứ, đi thả lại cứ kêu. Ghê chứ. Má sầu quá sầu. Ghê đúng không? Có. Thôi có. Đâu. Tờ này như chúng ta khám phá được một cái gì đó rồi đó. Đâu à? Thế giới hùng rồi. Thế giới huyền ảo hả? Ô. Liên Minh Hồ lại sống ảo. Đi 5 phút xong ảo 5 phút. Chụp cho anh Thảo má. À quên hả? Ủa đẹp á. Ngồi lên tảng đá đó luôn. Lấy view đẹp á, đẹp á. Em nhìn view mà xong phải chuẩn chứ. Đúng rồi. Nghề sĩ có khác. Đứng lên đi. Má anh đây một những địa điểm selfie là đúng bài. View đẹp. Rồi ok. Chúng ta đang đi khám phá bên trong một cái hang động tự nhiên của rễ cây tạo ra nha. Thì lại cứ thêm cái camera pin nữa. Ôi, đồ máy trong hang động này sâu ghê. Hôm nay nhìn rộng này. Ừ. Đã ghê á.
Má này phải đi vòng vòng đi xuống như này mới về ấy là không mà bỏ đi. Ở trên thảo có gì vui không? Có cái hàng. Trên này có hàng nữa. Mày tính vô đây hả? Đây. Ê, có dấu chân hả? Phải không? Dấu chân nè, dấu băng dép mà. Phải không? À phải. Cái gì? Đây nè, nước mưa là nó chảy xuống không? Ừ. Xuống đây nó nhiễu đây chắc ngon đó. Ghê rồi. Sao? Mà hình hài ghê ta. Nè, thấy cái dấu này dấu nước mưa nè. Đâu? Đó, mấy cái đường đen đen là nước mưa đó, nó chảy xuống theo đường nè đó. Má là sao mà đeo mình ra hình dấu chân hay vậy nè? Má nó chảy mấy ngàn năm hả? Lâu rồi mới mòn cái này. Đúng rồi, nước mưa nhỉ. Sao? Nước mưa xong thì không xuống đây. Này làm thích vào đây ướm chân thì ướm. Nó kề nhau nè. Lên. Đâu cái cái hang mà nói hang trên đó đó hồi nãy trên đó đó hả? Trên đó đó. À. Mà xuống đây được. Mà không có đường xuống. Tò mò là một tính xấu. Này mang thấy cái đèn pin đó thì ngon. Điều đầu tiên vào hang động là đừng nên chạm vào vật gì. Vậy tao bật thêm một cái đèn đèn led điện thoại lên nữa. Dưới đây là có đây cho bạn xem một dấu trên đá nè. Mai mốt các bạn nào mà kêu tôi đi dẫn đi, tôi chắc tôi không nhớ đây là vị trí chỗ nào nữa. Đây ra trước đây, bay đi trước đây thì xong rồi. Mưa rồi, trời mưa rồi. Ui, yeah. Đá rừng mà. Đấy lên, phải lấy bô bô vào ta. Cái hang dưới này. Ờ em tôi đang đi ra lại cái hang. Trời đã mưa và đây một hệ thống hang động và tôi phát hiện được có một dấu chân trong đó. À, đây là một khu núi hang sơ. Trời đang mưa đang hoãn lại cuộc hành trình của anh em bọn tôi rồi. Bây giờ chúng tôi chắc phải đi quay lại thôi. Đang mưa trong núi, bây giờ nó kêu mưa ở trong hang là hang đá lại không tốt, lại còn hang sâu không à. Sơ sẩy một cái mà đá lỡ đá sụt lăn xuống chết luôn các bạn. Mưa thật rồi. Em mà tôi trú mưa cái đã. Phía tính sau.